Như vậy là ngày hôm nay thì đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ ra sân trong bộ trang phục màu trắng, và đây là đội hình chiến thuật mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng với những con người đang có mặt trên màn hình của quý vị và các bạn. Đội tuyển quốc gia Afghanistan trong trận đấu giao hữu lần này sẽ là sơ đồ chiến thuật 4-4-2, và giải hạng nhất sẽ trở lại vào cuối tháng này. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 thì đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ chấn giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Những vòng đấu đầu tiên của Châu Quang trong áo của Hải Phòng là thực sự đáng chờ đợi. Vẫn sẽ là quả đá phạt góc được thực hiện bởi Châu Ngọc Quang. Đó là một tình huống phối hợp. Một tình huống lộn xộn, sút bóng. Thêm một cơ hội nữa được dành cho cầu thủ Việt Nam, và đó là cú dứt điểm của trung vệ Adriano Smith. Một sự khởi đầu tương đối ấn tượng. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo chủ động kiểm soát, phối hợp với nhau và tạo ra sức ép về khung thành của Afghanistan. Đó là một cú đá chìm nhưng bóng không vượt qua được hàng rào. Tiếp tục là một tiếng phối hợp Quang Hải. Đây sẽ là một tiếng cố định nữa, cú sóng của Quang Hải rất nguy hiểm, không có được một tình huống dứt điểm tốt. Lại là Adriano Smith đã có hai cơ hội dành cho trung vệ này. Nó đều xuất phát từ những pha bóng cố định. Trước đó là một tiếng đá bồi. Hậu vệ của Afghanistan cũng đã có được những tác động cần thiết đủ để khiến cho Adriano Smith không có được một cú đá chính xác nhất. Đây là Văn Đức. Vẫn là Văn Đức. Quang Hải điều chuyển khá hay. Văn Vi căng ngang, không được cơ hội. Một tình huống căng ngang rất tốt của Văn Vi. Một pha chuyền bóng rất tốt của Quang Hải. Nhưng trong tình huống này có vẻ như Tuấn Hải đã bị giật mình sau khi đội trưởng của Afghanistan đã phá bóng trượt. Được thử nghiệm của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn thể hiện được khả năng của mình. Pha bóng khá hay, cú sút không vào. Phản xạ tuyệt vời của Đặng Văn Lâm. Thủ môn của chúng ta chơi hay, những hàng phòng ngự của chúng ta vừa rồi chắc chắn là phải rút ra được bài học kinh nghiệm. Ta sẽ cùng xem lại cú sút của cầu thủ Afghanistan. Và đúng là chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm thì đội tuyển quốc gia Việt Nam mới thoát khỏi bàn thua. Cơ hội dành cho đội bóng đỏ. Cú sút trái không vào. Lại là khả năng kiểm soát tốt của Đặng Văn Lâm. Hàng phòng ngự của đội tuyển quốc gia Việt Nam có thể rút ra được những gì khi để cho đối phương có được hai cơ hội dứt điểm cho tới thời điểm này và đều gây khó khăn với thủ môn Đặng Văn Lâm. Và chúng ta có thể thấy chúng ta đã bị đối thủ pressing ngay bên phần sân nhà và không có một pha phối hợp thoát pressing. Những pha phối hợp bị pressing, bây giờ là phản công dành cho Afghanistan. Rất nguy hiểm. Đức Chiến đang làm chậm để các vị trí xung quanh về hỗ trợ bọc lót. Và chúng ta có thể thấy một pha qua người rất nguy hiểm, không vào. Dứt điểm từ xa rất nguy hiểm. Đó là pha dứt điểm từ xa của cầu thủ số 19 bên phía đội tuyển Việt Nam, thì cần phải tập trung hơn nữa. Quả đá phạt góc thứ tư dành cho đội tuyển Việt Nam ở hiệp 1. Bóng được treo về hướng cột xa. Và đó pha đều chuyển đánh đâu. 1-0 cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và lại là tình huống cố định giải quyết tất cả. Một pha phối hợp đá phạt góc có ý đồ. Và Tuấn Hải là người chấp cơ hội để ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, mang lại niềm vui cho các cổ động viên trên sân vận động Thống Nhất. Cuối cùng thì các cổ động viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng đã có thể được ăn mừng bàn thắng. Bàn thắng mà phải sau 5 năm rồi họ mới được chứng kiến tận mắt trên sân vận động Thống Nhất từ các cầu thủ tuyển thủ quốc gia của mình. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp đá phạt góc này. Adriano Smith luôn là điểm đến ở những tình huống cố định từ những đường chuyền. Phản đầu chiến thuật hướng trái bóng về phía cột đối diện dành cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Văn Đức, Văn Vĩ đã băng lên. Đó là pha Văn Đức. Dứt điểm rất nguy hiểm. Vẫn còn không được. Đúng là ở kỹ năng này thì Văn Đức ngày càng hoàn thiện mình hơn. Những cú sút xa đầy uy lực.
chí là ở những cự ly từ 25 tới gần 30 mét thì Văn Đức cũng hoàn toàn có thể có được hậu vệ của đội tuyển Việt Nam. Trước đó thì bằng một tình huống đảo chân và tốc độ thì anh đã có thể làm nên chuyện. Các tuyển thủ Afghanistan cũng không ngần ngại để thực hiện những tình huống dứt điểm từ xa. Ở vị trí chơi lệch trái của Qamaruddin thì số 15 thực sự là một nhân tố vô cùng nguy hiểm. Có được sự nhanh nhẹn, khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp. Quả người rất hay, dứt điểm. Đó là một khoảnh khắc hú hồn với khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm ở phạm vi hẹp vừa rồi của cầu thủ áo đỏ. Suýt chút nữa thì Amadi đã có thể làm nên chuyện với nỗ lực của mình. Và các trung vệ thì cũng đã có mặt trong khu vực 16m50. Lần này là cú đá vào cột gần. Không được. Thêm một cú đá nữa, vẫn không vào. Quang Hải, bóng không vượt qua hàng rào. Thêm một cú đá nữa, không vào. Thủ môn của đối phương là Azizi cũng đã bỏ một thoáng giật mình, nhưng trái bóng lại đi rất gần với vị trí của thủ môn này. Như vậy là Quang Hải đã có 3 cơ hội từ những quả đá phạt ở góc tương tự, nhưng anh chưa một lần thành công. Cầu thủ vừa được thu một sân đó là Saeste. Đứng căng ngang, rất nguy hiểm. Không vào. Chúng ta thêm một lần nữa có thể thấy rằng Đặng Văn Lâm đã có pha ra vào tốt. Afghanistan khoét rất nhiều. Ở trong hiệp 1 cũng đã có những tình huống họ tấn công bên phía mà cầu thủ số 12 đội tuyển quốc gia đang chiếm giữ. Và vừa rồi là một tình huống có vẻ như không... Can thiệp kịp thôi. Sóng gió vẫn đang trước khung thành của Đặng Văn Lâm. Cơ hội dành cho Afghanistan. Quá rườm rà và cơ hội trôi qua. Tại vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra vào ngày mai, trận đấu với đội tuyển U23 Thái Lan cũng là những điều như vậy. Cú sút. Hành lang cánh phải theo hướng tấn công của đội tuyển Afghanistan đang là hướng mang lại nhiều cơ hội nhất cho đội bóng này những phút vừa qua. Và đây là một tình huống xử lý cá nhân khá hay của Omran Haidari. Trong tình huống vừa rồi, cả năm cầu thủ vào sân ở trong hiệp 2 đều là những cái tên quen thuộc của huấn luyện Park Hang-seo. Văn Lâm cùng với Adriano Smith đang là những sự trở lại và những sự thử nghiệm có lẽ là ưng ý nhất với những gì mà họ đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay. Sự trở lại chắc chắn của Đặng Văn Lâm trong hiệp 1 ngay từ pha bóng phản xạ đầu. Công Phượng, Hoàng Đức, sút xa. Thiếu chút nữa đó là bàn thắng thứ hai dành cho đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng là có quá nhiều sự tiếc nuối ở đây. Chúng ta sẽ cùng xem lại một loạt những pha bóng đập nhả của đội bóng áo trắng và được kết thúc bằng cú đá này của Phan Văn Đức. Một cú đá có lực đi rất tốt. Nó không khác gì bàn thắng của quả phạt là Công Phương. Không được. Từ Quang Hải cho tới Công Phượng đều đã có những cơ hội trong những tình huống đá phạt trực tiếp thì chưa có một tình huống dứt điểm nào trúng đích. Và đá tấn công tốt bên phía hay là cái trái. Bây giờ là phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Đây là Tuấn Hải. Vẫn là Tuấn Hải. Cơ hội dứt điểm. Tỷ số là 2-0. Một pha solo, một pha độc diễn của Tuấn Hải. Quá tuyệt vời. Anh Long thấy Tuấn Hải trong pha bóng này, anh đá thì đấu độc lập tốt như thế nào? Rất tự tin. Có thể nói đây là một pha bóng mà Tuấn Hải một lần nữa khẳng định được sự trưởng thành của anh. Cả hai bàn thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay đều thuộc về Phạm Tuấn Hải. Đó rõ ràng là một tín hiệu cho chúng ta thấy được rằng trong quãng thời gian tới đây thì Tuấn Hải có thể làm được những gì, có thể tạo nên độ dày cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam sau rất nhiều những sự thiếu hụt về mặt lực lượng ở những năm vừa qua khi chỉ có Tiến Linh. Hãy xem cái cách mà Tuấn Hải cầm bóng, đột phá vượt qua cầu thủ đối phương và quan sát trước khi dứt điểm vào góc gần. Ngay ở tình huống dứt điểm cuối cùng thì Tuấn Hải cũng đã đánh lừa được thủ môn Azizi. Trong những phút cuối, Haidari nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự của Afghanistan. Chân trái, không vào. Một pha dứt điểm cận chân có thể nói là rất tốt và chỉ có may mắn thì mới giúp cho đội tuyển Việt Nam thoát khỏi bàn thua.